Tối 23 tháng 4, Công an quận Phú Nhuận đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra truy xét vụ xô xát sau va chạm giao thông khiến một người tử vong. Vào khoảng 16 giờ, một thanh niên khoảng 27 tuổi cùng bạn điều khiển hai xe máy trên đường Phan Đăng Lưu hướng từ quận Phú Nhuận về quận Bình Thạnh. Khi đến đoạn thuộc địa bàn phường 7, quận Phú Nhuận thì xảy ra va quẹt xe với nhóm 4 thanh niên đi trên hai xe máy. Sau đó hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát, người thanh niên khoảng 27 tuổi bị đâm trọng thương. Ngay sau đó, nhóm 4 thanh niên đã rời khỏi hiện trường, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tiết giao thông, điều tra truy xét vụ việc.